theo khoa số quyết, xin trình bày cái chủ đề rất là hot đó là cập nhật về chỉ định và hiệu quả cũng như tính an toàn của immunoglobulin nội dung trình bày gồm có 4 phần immunoglobulin và cấu trúc cơ chế tác dụng và tính an toàn của nó như thế nào cái thứ hai là những chỉ định được công nhận đối với immunoglobulin cái thứ ba là những chỉ định off label của immunoglobulin và cuối cùng đó là những cái option về cách thức sử dụng immunoglobulin thì chúng ta biết là máu là gồm có hai thành phần chính là huyết tương và các thành phần các tế bào máu trong đó huyết tương chủ yếu là nước phần còn lại là protein và trong protein chủ yếu là albumin ngoài ra là cái yếu tố đông máu và một phần còn lại không nhỏ đó là các globulin và một cái vớt rất là ít những cái protein khác ví dụ bổ thể chẳng hạn à, máu là một sản phẩm địa phương thôi tỉnh nào quốc gia nào xài cái máu của quốc gia đó nhưng mà huyết tương là toàn cầu người ta có thể xúc huyết tương tất cả mọi nơi và từ huyết tương người ta chế ra rất là nhiều các sản phẩm sinh học à, ví dụ như là albumin yếu tố đông máu cô đặc globulin và hiện tại chúng ta vẫn đang còn trong tình trạng xuất thô giống như xuất khẩu dầu thô như vậy đó xuất qua các nước tiên tiến và người ta sản xuất ra những cái chế phẩm cao cấp người ta bán lại cho chúng ta siêu lợi nhuận à, và một cái điều lưu ý là các protein từ huyết tương nó không phải là zero nguy cơ cái điều đó là vô 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 cùng không bao giờ xảy ra ha mà nó là nguy cơ tối thiểu nó vẫn có thể lây lan các mầm bệnh và đường các chế phẩm của máu nó có thể gây ra các phần bất lợi liên quan truyền các chế phẩm từ huyết tương à, các protein trong đó nó vẫn còn nó có thể, thể, gây phản ứng và các sản phẩm từ huyết tương đó là một cái biệt dược gốc luôn à, công ty nào sản xuất các chế phẩm từ từ huyết tương đó đặt tên luôn chứ không có phải giống như là ô tin qua một thời gian cái patency nó hết đi rồi người ta mới bán ra rồi mấy công ty khác sản xuất ra generic không đối với protein từ huyết tương sản xuất ra là bị dược gốc luôn và các profile về các protein từ huyết tương trong đó có immunoglobulin hiện tại theo những quy định quốc tế thì khá là an toàn từ quy trình sàng lọc người cho từ những kỹ thuật sàng lọc bằng cách xét nghiệm cao cấp dù net hoặc là siêu lọc hoặc là uh, quá lý xử lý thì người ta đã loại hầu hết tất cả các mầm bệnh à, tuy nhiên vẫn còn một cái nguy cơ tối thiểu là như vậy À, đây là một cái kỹ thuật chiết tách phân đoạn từ rượu của con từ thế giới thứ hai người ta chiết tách ra những cái protein từ huyết tương từ albumin immunoglobulin để điều trị và nó tồn tại hơn 60 năm cho tới ngày hôm nay ra những cái chế phẩm trong đó kể cả yếu tố đông máu cô đặc luôn đây là một cái bể bằng thép khổng lồ thể tích tối thiểu phải từ 4.000 lít trở lên phun tất cả huyết tương từ các người cho và người ta chiết tách theo công nghệ phân đoạn từ rượu và qua những cái quy trình rất là nghiêm ngặt sản xuất ra rất là nhiều các chế phẩm. Một cái kỹ thuật thứ hai đó là sắc ký lọc. Sắc ký người ta dựa trên thay đổi về đặc điểm về kích thước cũng như điện thế của các protein để người ta chiết tách ra các chế phẩm à, từ huyết tương à, đảm bảo được cái độ tinh khiết cao hơn và các chức năng sinh học nó vẫn được bảo tồn. À, do tác giả Colin 40 năm về trước và vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay luôn. À, thì chúng ta thấy rằng immunoglobulin nội sinh nó là một cái 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 protein có hai thành phần, một cái là thành phần đoạn Fc rất là quan trọng gắn với lại thụ thể của Fc của đại thực bào và bạch cầu đa nhân để mà gây ra cái hiệu ứng của nó, tác dụng của nó. Cái đoạn còn lại là cái đoạn Fab nó có những cái vị trí để gắn gắn kết với lại những cái vị điểm của kháng nguyên. À, và chúng ta biết rằng cái immuno ngoại lai tức là cái sản phẩm kháng thể chúng ta đang có trên thị trường hiện nay á nó là một cái sản phẩm từ huyết tương đúng không? Và nó được sản xuất ra ít nhất là lấy tập hợp nhất là theo quy định của tổ chức y tế thế giới là phải 1.000 người trở lên hiến tặng huyết tương và phun lại vô những cái bể bằng thép khổng lồ như vậy chúng ta tưởng tượng như một cái thùng phi 200 lít mà một cái thể tích 4.000 trở lên tức là 200 thùng trở lên như vậy chúng ta thấy khủng khiếp như thế nào anh ta đừng nói là không có nguy cơ từ những cái chế phẩm từ huyết tương là như vậy à, và các chế phẩm immunoglobulin trên thì thường hiện nay á nó thay đổi nó khác so với lại cái immuno nội sinh tự nhiên ở chỗ nào về thành phần tỷ lệ của cái IgG trong đó à, cái thứ hai là về thành phần các protein immunoglobulin trong đó cái tính toàn vẹn của đoạn FC cũng như chức năng của nó và các tác dược đi kèm trong đó thì các immunoglobulin hiện tại nó đã được cô đặt rồi nó chuỗi 98% là IgG trong đó à, một phần còn lại rất là nhỏ những cái thành phần protein khác ví dụ IgA chẳng hạn vậy và những cái tá dược ví dụ như đường amino acid amumin để mà ổn định cái igg trong đó để từng cho nó bị kết tập và cái 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 thành phần immunoglobulin trong đó là cái đơn phân igg. thì cái đặc tính sinh học của immunoglobulin nó dựa trên cái cái sự toàn vẹn của đoạn fc nó giữ cái chức năng là oxy hóa. cái thứ hai là nó gây ra hiện tượng thực bào sau khi được oxy hóa và nó hoạt hóa bộ thể và nó gây ra một cái tác dụng miễn dịch trong cơ thể mình đó là tiêu diệt tế bào phụ thuộc vào kháng thể. À, ngoài ra thì cái IgG à, thương mại đó, đó nó có cái đời sống bán hủy giống như cái IgG nội sinh của mình và nó có cái tỷ lệ thành phần subclass của IgG 1, 2, 3, 4, nó cũng giống như cái IgG nội sinh của mình và cái phổ kháng khuẩn của nó đối với virus vi khuẩn nó rất là rộng tại vì tại sao? Nó từ hàng ngàn người buôn loại đã từng phơi nhiễm với lại các thức ăn, các protein của virus vi khuẩn cho nên thì nó có thể tác dụng gần như là không biết cái giới hạn của nó là như vậy. Đây là cái cơ chế của immunoglobulin là, là như thế này. Thứ nhất là nó trung hòa các vi sinh vật và độc tố, cái thứ hai nó gây ra hiện tượng opsonin hóa và từ đó gây ra thực bào các các vi sinh vật. Cái thứ ba là tác dụng gây độc tế bào phụ thuộc vào kháng thể là một cái cơ chế miễn dịch tự nhiên trong cơ thể mình dựa trên tế bào NK, tế bào diệt tự nhiên tế bào tế độc tế bào CD8 sau khi mà nó đã được hoạt hóa thì nó sẽ tiêu diệt những cái tế bào bị nhiễm vi sinh vật loại bỏ nó ra để kích hoạt cái chương trình chết tế bào để loại bỏ cái nguồn gốc gây bệnh đó ngoài ra thì immunoglobulin nó sẽ hoạt hóa bộ thể và nó tăng cường cái hiện tượng thực, thực bào và cơ chế hoạt hóa bộ thể và nó kích thích các mặt cầu đa nhân trung tính gây ra phản ứng viêm và nó hoạt hóa tới giai đoạn phức hợp tấn công bằng tế bào tiêu hủy luôn cái tế bào virus vi sinh vật đó do nó làm thay đổi tính thấm của màng tế bào vi sinh vật đó và nó làm thẩm tích vô những cái 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 cái, cái dịch trong cơ thể vào trong cái tế bào vi sinh vật vi khuẩn đó làm tiêu hủy luôn cái virus vi sinh vật đó luôn về những cái chỉ định uh, của immunoglobulin hiện nay theo FDA cũng như các cơ quan y tế bảo hiểm y tế và tờ hướng dẫn sử dụng immunoglobulin nó chỉ có 10 cái 10 cái chỉ định thôi tập trung vào hai nhóm chính một là nhóm điều trị thay thế immunoglobulin cái thứ hai là nhóm để mà điều hòa miễn dịch. Thì cái trong cái nhóm mà điều trị thay thế immunoglobulin chúng ta thấy là trong suy giảm dịch bẩm sinh thiếu hụt immunoglobulin rõ ràng rồi. Cái thứ hai là trong nhóm suy giảm dịch mắc phải, đặc biệt là ví dụ như là S giai đoạn cuối thì nó vừa miễn dịch tế bào, miễn dịch dịch thể nó giảm luôn. Cái thứ hai là những trường hợp ví dụ như là bệnh bạch cầu lympho hoặc là bệnh tương bào khi mà điều trị hóa trị liệu thì nó đánh sập lympho luôn thì nó không sản xuất ra kháng thể được bệnh đau tủy là bệnh của tương bào không có khả năng chức năng sản xuất ra kháng thể cho nên thì người ta sẽ điều trị trong những trường hợp suy si giảm dịch mắc phải là như vậy cái thứ hai là điều trị để mà điều hòa miễn dịch thì chúng ta thấy những bệnh tự nguyễn ví dụ như đúng cơ chế nó luôn là giảm tiểu cầu miễn dịch đúng cơ chế đó luôn thì cái IgG nó truyền vào nó cạnh tranh với lại cái kháng thể mà tấn công tiểu cầu bảo vệ cái tiểu cầu cái thứ, cái kế đến là bệnh Kawasaki À, một cái bệnh lý đó là trong trường hợp ghép tế bào gốc tại máu trong giai đoạn mà hồi phục thì để mà điều hòa miễn dịch để mà giúp cho cơ thể mình có một cái hệ miễn dịch thụ động người ta truyền Ig vô. Và cuối cùng là những bệnh lý thần kinh thì chúng ta thấy William là một chỉ định công nhận tuyệt đối. ha Ngoài ra còn có một số chỉ định khác về thần kinh ví dụ như là bệnh đa dây thần kinh vận động, đa ổ hoặc là bệnh viêm đa dây thần kinh mạng tính. À, đối với Việt Nam mình thì bảo hiểm y tế cũng dựa trên những cái hướng dẫn của FDA cũng như các cơ quan y tế của các nước thì chúng ta thấy là có bảy cái quy định hiện tại à, là chính thức ví dụ như ITB mà không đáp ứng với steroid hội chứng guillain barre Kawasaki nhiễm trùng nặng mà có giảm IgG hoặc là điều trị thay thế cho bệnh nhân thiếu hụt IgG à, nhóm sử dụng bẩm sinh năm cái quy định này chúng ta thấy trong FDA nó bao phủ rồi kể đến chúng ta thấy tay chân miệng phơi nhiễm sởi là chỉ định tùy theo từng quốc gia người ta đề cập tới dựa trên cái yếu tố nguy cơ và lợi ích Ngoài ra chúng ta thấy là Missy Bộ Y tế đã ban hành dựa trên những cái guideline của thế giới người ta đưa vào à, Thì nó cũng có luôn trong này luôn Thì hiện tại á Dựa trên textbook, dựa trên systemic review Dựa trên phân tích gợp, dựa, dựa trên những guideline Có trên 100 chỉ định ủng hộ sử dụng IVIG Tuy nhiên FDA người ta chỉ công nhận 10 cái chỉ định đó Dựa trên những cái chứng cứ công nhận rõ ràng à, Không có chối cãi à, và có những cái vấn đề liên quan đến ngân sách y tế của từng quốc gia cho nên cái rào cản của FDA nó đưa ra có lý do của họ như vậy chứ không phải dựa trên những cái kinh nghiệm lịch sử hoặc là những cái dữ liệu lâm sàng cho dù nó đã thành textbook cho dù nó thành systematic review hoặc là top grand meta analysis gì đi nữa nó cũng không có cho một trăm phần trăm tất cả các trường hợp như vậy vì nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề là thứ nhất là hiệu quả thứ hai là sử dụng có vẻ như là thử nghiệm thôi mà không có lấy kết quả nó là như thế nào và nó tạo ra những cái cơ hội để cho những cái cơ quan y tế nó họ đưa ra những cái khuyến cáo chỉ định lâm sàng như thế nào cách thức sử dụng ra làm sao là như vậy lấy một ví dụ như bệnh Alzheimer năm 2020 dân số ở Mỹ từ 65 tuổi trở lên là ít nhất là 6 triệu người 6 triệu người bị Alzheimer dự đoán tới năm 2050 là tới khoảng 15 triệu người thì một điều nghịch lý là Chị định IVIG cho Alzheimer ở Chị định IVIG cho Alzheimer ở Mỹ hiện tại như thế nào? Hiện tại thì FDA vẫn không công nhận IVIG cho điều trị Alzheimer Nhưng mà bác sĩ ở Mỹ hiện tại họ gần như là toàn quyền quyết định có thể chỉ định IVIG cho bệnh nhân Alzheimer Nếu họ tin rằng cái việc đó có thể đem lại một cái kết quả tốt đẹp cho người bệnh và người ta đã dự đoán thống kê lại hiện tại có gần sắp xỉ 2.000 người Alzheimer ở Mỹ đã và đang được điều trị bằng IVIG và cái đánh giá nghiên cứu thị trường độc lập năm 2018 cho thấy cái nhu cầu sử dụng immunoglobulin dù là đường tiêm truyền tính mạch hoặc đường tiêm truyền dưới da cho người có hay không có Alzheimer nó tăng khủng khiếp luôn cái cột màu xanh chúng ta thấy tính bằng tấn immunoglobulin À, chúng ta thấy là cái dự đoán như vậy để chúng ta thấy khó chăng là cái chỉ định nó đang quá quá lạm dụng hay không. Và như vậy imnolin thử thách của của cái cái chế phẩm này như thế nào? Thứ nhất là cơ chế tác dụng của nó cho tới bây giờ cũng chưa có rõ ràng. À, cái thứ hai cái chuyên biệt của imnolin nó quá là quá là không chuyên biệt đi. Nó thiếu cái tính chuyên biệt đó, không có một cái chế phẩm nào mà tác dụng các trăm bệnh nó cũng đem ra điều trị được hết. À, và có rất là nhiều chỉ định của FDA và rất là nhiều chỉ định off-label và cái kết cục của nó là hiệu quả lâm sàng cũng như theo dõi của nó không được ghi nhận rõ ràng để báo cáo cũng như cái thời gian sử dụng tái lọc lại của IgG nhiều khi nó không có được thống kê vào báo cáo cho nên như chúng ta thấy những chỉ định là cho dù là textbook nha trong thần kinh là rất là nhiều, Wilain Barre là cái chỉ định tuyệt đối đã được công nhận ngoài ra chúng ta thấy còn bệnh nhược cơ nó đã thành textbook thành guideline rồi do cái kháng thể tự miễn chống lại cái synapse thần kinh cơ gây liệt cơ yếu cơ và chỉ có IVIG thôi và thay huyết tương thôi nhưng mà FDA không công nhận là như vậy à, ngoài ra còn rất rất là nhiều ví dụ viêm da cơ viêm da cơ trong huyết học thì ngoài giảm tiêu còn miễn dịch là cơ chế bắt buộc dùng IVIG khi mà kháng steroid đúng không còn có những bệnh lý giảm tiêu cầu à, hoặc là kết hợp với giảm những cái tế bào máu khác do nguyên nhân miễn dịch thứ máu tăng huyết tự miễn người ta vẫn có thể chỉ định trong những trường hợp đặc biệt viêm da cơ trong da liễu nè những cái bệnh viêm da bóng nước mà ha trong sơ sinh à giảm tiêu cầu đồng miễn dịch ở trẻ sơ sinh do nguyên nhân kháng thể từ mẹ qua chỉ định gần như là không có gì thay thế hết nhưng mà fda không có cho ngoài ra những chỉ định khác ví viêm cơ tim tối cấp ha, mixi vân vân và may may chúng ta thấy rất là nhiều tuy nhiên fda có cái rào cản của họ như vậy chứ không phải là không có lý do. Đây là một ví dụ viêm da cơ trong nghiên cứu của New England Journal Medicine. Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên có chứng ha. Thì người ta thấy so với trường hợp trước khi sử dụng IVG thì nó thì sau khi sử dụng nó cải thiện tất cả các chỉ số kể cả về sức cơ, dấu hiệu thần kinh cơ, về mô bệnh học cũng như là cái đường kính sợi cơ, cái mau mạch máu nuôi cơ cải thiện hết. Tuy nhiên những cái review khác người thấy có những nghiên cứu có hiệu quả có ý nghĩa thông kê có những nghiên cứu không có hiệu quả không có ý nghĩa thống kê chính như vậy chúng ta thấy là khuyến cáo IVIG trong viêm da cơ là gì nó không được chỉ định như là một monotherapy đối với viêm da cơ là cái thứ nhất cái thứ hai là nó chỉ định như là một cái option thôi kết hợp với các phương pháp điều trị ức chế miễn dịch khác thường quy chứ không phải là đơn trị liệu cái thứ ba là chỉ định kết hợp với các thuốc khác để mà giảm cái độc tính của steroid để có thể giảm liều steroid và cái cuối cùng đó là nó chỉ định trong trường hợp viêm da cơ trong trường hợp đe dọa dạ tính mạng khi mà chúng ta dùng kết hợp với các thuốc khác. Ha. À, một ví dụ khác, lúa rõ hệ thống. Đây là một nghiên cứu à, systematic review và phân tích gợp đăng trên à, tạp chí cũng khá là uy tín medicine ở Mỹ. Ha, thì chúng thấy phần lớn là điều ủng hộ cái việc sử dụng IVIG để mà cải thiện chỉ số hoạt tính của bệnh, ha. cũng như là cải thiện cái chỉ số bổ thể. À. Tuy nhiên trước đó lăng xét cũng so sánh một cái nghiên cứu ngẫu nhiên giữa IVIG và cyclophosphamide cho thấy là không có sự khác biệt giữa chức năng thận tiểu đạm cũng như viêm thận giữa hai nhóm chính vì vậy á FDA đâu có cho chỉ định một cách rộng rãi IVIG cho lupus đỏ hệ thống mà chỉ định nó rất rõ ràng nó không được chỉ định như là một phút tàu tay đối với lupus đỏ hệ thống là một cái thứ hai nó chỉ định trong lupus đỏ khi nào khi mà bệnh nhân này có những biến chứng đe dọa tính mạng hoặc là biến chứng cơ quan nghiêm trọng ví dụ viêm não lupus à, viêm thận tiến triển nhanh gây suy thận do lupus mà các phương pháp điều trị ức chế miễn dịch quy ước đã được phối hợp mà bệnh nhân không đáp ứng hoặc là chống chỉ định hoặc là những trường hợp giảm tiêu cầu do miễn dịch đe dọa tính mạng cho bệnh nhân lupus ví dụ giảm tiêu cầu rất là trầm trọng xuất huyết nội sọ xuất huyết cơ quan mà không đáp ứng với steroid trước đó rồi thì chúng ta mới xem xét IVG à, trở lại câu chuyện bảo hiểm y tế ha chúng ta thấy bảo hiểm y tế là cái cơ quan tiêu tốn nguồn ngân sách của quốc gia cho nên chi họ có những chỉ định căn cứ rất là rõ ràng chứ không thể áp dụng một cách rộng rãi là như vậy và cuối cùng thì chúng ta thấy à, hiện tại chúng ta quen dùng IVIG đường tiêm truyền tĩnh mạch khá là hiệu quả và khá là an toàn nếu chúng ta tuân thủ cách sử dụng và chỉ định à, ngoài ra thì xu hướng dần dần thế giới người ta sử dụng immunoglobulin đường tiêm truyền dưới da đặc biệt cho những bệnh nhân phải dùng im, immunoglobulin thay thế thường xuyên dài hạn à, có thể tiêm mỗi ngày mỗi tuần hai tuần à. À, bệnh nhân có thể tự tiêm và giữ được cái nồng độ immunoglobulin hàng định trong cơ thể. Ngoài ra thì một cái phinh hướng mới là immunoglobulin đường tiêm truyền dưới da mà giúp thuận tiện hơn nữa. Nó sẽ dùng giống như là đường tiêm truyền tính mạch tức là ba, 4 tuần một lần và tiêm ở một vị trí thôi chứ không phải vị nhiều vị trí. Tại vì nó kết hợp với là cái men hyaluronidase để mà nó phá hủy cái axit hyaluronic à, để giúp cho nó có một khoảng rộng mô dưới da để mà tiêm một cái volume lớn của immunoglobulin vào wow. và như vậy nó cũng có thể giữ được 3 4 tuần sau mới lọc lại và rất là tiện cho người bệnh. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. À, để kết luận chúng tôi xin tóm lại năm ý chính. À, immunoglobulin là một cái thành phần protein từ huyết tương ha, nó có thể sử dụng khá là an toàn bằng đường tiêm truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên chúng ta phải tuân thủ những cái định đặc biệt là của bộ Ừm y tế hiện tại chúng ta có 7 8 cái chỉ định như vậy ở Việt Nam mình. Và trong những trường hợp IVIG giống như là một cái phương pháp cứu cánh đối với những trường hợp đe dọa tính mạng thì chúng ta phải so sánh nó với những dữ kiện của y học chứng cớ hay là chỉ dựa trên những cái case report, những cái systemic review mà chưa được khuyến cáo mạnh à, và cuối cùng là đánh giá giữa chi phí và hiệu quả như thế nào để chúng ta quyết định cái việc chỉ định IVIG và chúng ta phải theo dõi ví dụ như trong trường hợp này IVIG cho lần một lần hai mà cuối cùng nó cũng đâu có đáp ứng nó cũng lệ thuộc steroid chứ không phải là chưa dùng kháng sinh như anh Khanh nói đâu đứa này dùng kháng sinh nhưng mà lúc đó cũng giảm hết kháng sinh rồi nó tỉnh qua nó chơi không có dấu hiệu nhiễm trùng gì đó họ chẩn mấy lần luôn rồi em với đây bác sĩ Minh tất cả mọi người đi hội chẩn và dùng thử infliximab ức chế trên nó và nó giảm tí rồi sau đó nó sốt trở lại bước qua lần hai là thôi quyết định là cũng em lên hội chẩn cái anh Hào ảnh nói là, bây giờ em cho anh một cái cơ hội cuối cùng là dùng ức chế nhân tắc cái kinh 6 tosilisumac thì nó hết sốt luôn nó về rồi còn biết nó có quay vô nữa hay không thì chưa biết mà nó giảm được cái việc sử dụng IVG. Không sử dụng IVG nữa trên cái đứa đó nữa dạ. Ở phần trình bày của em tới đây là hết, xin cảm ơn tất cả sự chú ý của quý thầy cô cũng như các quý đồng nghiệp.